trở lại với kênh K4 Vlog của mình. Các bạn ơi, như video trước thì mình cũng đã đặt cái tiêu đề là chim trời cá nước, thì cũng đó cũng là một câu ví von cho nó không biết đặt cái tiêu đề là gì. Thì tôi đặt ví von như thế mong mọi người thông cảm nhé. Thì mọi người cũng đã xem video là chim trời rồi. Mọi người nha, nhưng mà cá nước ở đây thì là không phải là cá ở dưới sông nữa mọi người nhé, mà cá nước này là cá nước ở trong bể. Thì hôm nay đi cùng với mình đến chợ trời bán cá ở nước Nga nhé. Bắt đầu đến rồi nhé mọi người ơi, gian cá đầu tiên các bạn nhìn này, tất cả các loại cá đầy đủ màu sắc và có giá của nó ở đây nhé mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ sơ qua cái giá của các loại cá ở cái chợ trời này. Các bạn nhìn thấy 200 rúp tiền Nga, 100 rúp. Đây là nó có giá nhá, 10 con và giá 100 rúp, cũng nghĩa là bán buôn và bán lẻ. Cái giá tiền bán buôn nó khác và cái giá tiền bán lẻ nó khác nhá. Thì nói chung là khoảng độ từ 50.000 Việt Nam đồng đến 1 triệu trong cái lô cá cảnh này. Thì là đây này, các bạn nhìn con cá màu vàng này nhé, thì vào khoảng độ 1 triệu tiền Việt Nam. Thế nhưng mà cái con cá nhỏ mà ngay lúc đầu video các bạn xem đấy thì vào khoảng độ 40 đến 50 nghìn tiền Việt Nam đồng một con nhé, nghĩa là cũng không đắt lắm. Theo như mình thì mình cảm thấy giá cả rất là hợp lý. Nếu các bạn mà mua số lượng lớn thì có thể là giá thành nó sẽ hạ rất nhiều. Còn nếu như chúng mình chỉ mua một con về chơi ấy, thì là thường thường là cái giá nó gấp đôi. Ví dụ mình mua 50.000 mà giá bán buôn ấy, thì mình mua lẻ mình sẽ phải mua vào từ 90.000 đến 100.000 tiền Việt Nam. Thường thường nó gấp đôi. Con này nè, con này vào khoảng độ 2.000 rúp đến 2.500 rúp. Con cá màu vàng này, nó tùy từng loại nha mọi người nhé. Người tha hồ ngắm cá nha. Cũng thì sơ xuất mong mọi người thông cảm nha. Mình sẽ quay và mình sẽ không nói, thì nếu như mọi người có tham khảo thì đọc cái giá họ ghi ở ngay ở bên trên ấy, như ở trên bể này. Thank you.
100 рублей фото. Спасибо. Хорошо. А он меня не прогреет, он будет собираться в коврик.